Xin chào bác và anh em đã đến với kênh Hương Giang Audio nhé. Thì buổi chiều nay em sẽ gửi lại luôn cho bác Văn Vân ở trong Long An một con lọc xì Ferrit. Thì dòng lọc xì này do bác chọn, bác bảo bác thích con này thì chiều nay em sẽ gửi cho bác con này. Không phải là hàng đổi mà em chọn cho bác con xấu đâu nhé. Đây em chọn cho bác con đẹp nhất trong lô lọc Ferrit này của em. Đấy, con này đẹp nhất từ nắp và đến mặt trước của nó rất đẹp. Và trước khi gửi cho bác thì em sẽ test cho bác xem là hai vế đều có tác dụng nhé các bác nhé. Hai vế đều có tác dụng. Đấy. Không phải là em đổi cho bác mà em sẽ cho bác con xấu đâu. Em đổi cho bác, em sẽ chọn cho bác con đẹp nhất. Thì các bác bỏ đồng tiền ra mua một thiết bị lọc vang, lọc xì này, vang này, mic. Các bác bỏ đồng tiền ra mua thì các bác phải được ưng ý đúng không ạ? Vâng. Thì đây em sẽ chọn cho bác một con Philips đẹp nhất trong đống lọc của em. Đấy, đẹp không tí vết nhé các bác nhé. Đấy, cái những cái này là cái phần bẩn thôi, để lau chùi kỹ là nó sạch sẽ, rất đẹp, hàng nguyên bản nguyên zin. Và bây giờ em sẽ test con lọc này cho bác. Và bây giờ mình sẽ test về trên nhé. Test về trên. Đây là không qua lọc này. Và đây là qua lọc này. Đấy, hạ hết cần xuống này. Nâng cần lên này. Và bây giờ mình test vế thứ hai. Tác dụng của cần này. Đấy, con lọc này rất đẹp nhá, đẹp nhất trong đống lọc của em rồi. Thì chiều nay em sẽ gửi cho bác, mong bác nhận được con lọc này, bác sẽ hài lòng về chất âm và chất lượng của dòng lọc Ferrit này. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của bên Hương Giang Audio nhá. Chào tạm biệt các bác.